À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Totan Qua Tuyết Quang và hôm trước thì mình đã đánh đến cái vùng Tyrol này rồi. Mình đã giải phóng được nói chung là hầu hết nước Đức rồi. Hiện tại lãnh thổ của mình bây giờ là bao gồm toàn bộ nước Đức rồi và chỉ còn mỗi thành Brandenburg này nữa là mình sẽ hoàn thành các thành cần phải chiếm đây. Đấy, đây còn mỗi thành này nữa thôi và chúng ta sẽ kiểm soát thêm 5 thành nữa là hoàn thành chiến dịch. Tuy nhiên thì mình cũng không muốn chiến dịch nó kết thúc một cách đơn giản như vậy. Mình sẽ tiếp tục nâng cấp và phát triển thêm các công trình khác. Đây, ví dụ như mình sẽ nâng cái nhà pháo thì chắc chưa có tiền. Mình sẽ cướp thêm tí nữa tính sau để có đội lính đời cuối. À, khi chúng ta làm cách mạng thì chúng ta sẽ có lực lượng vệ binh Cộng Hòa. Đây, mình sẽ tuyển cái đội lực lượng vệ binh Cộng Hòa này đã. Xem là lính đời cuối nó có cái gì hổ báo. Lực lượng vệ binh Cộng Hòa đời cuối chúng ta sẽ có 3 đơn vị này. Rồi, à, thì vệ binh Cộng Hòa. Bây giờ thì mình sẽ phải tính làm nào để tấn công thằng Pháp. Nhưng mà bây giờ quân của nó khá đông, chưa biết kiểu gì đấy. Đang chờ các quân đoàn này, có thể mình sẽ đánh chiếm mấy cái vùng này để ngăn cách quân Pháp thành hai lực lượng tách rời nhau. Lý thuyết nó là như vậy, nhưng mà chắc là mình phải đưa tiếp quân đoàn này xuống. Bởi vì quân đoàn này đợt trước là mình đang cho ở đây để hồi quân. Chắc phải mất vài lượt nữa. Có lẽ cũng không có việc gì để làm nên là mình sẽ qua lượt đã. Pháp thì khả năng cao nó cũng chưa dám đánh mình. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục luyện skill cho các tướng ở đây đã. Tất nhiên là hai tướng này mình sẽ luyện lên cấp cao nhất có thể. Rồi. Bereit machen und Befehl erwarten. Mình sẽ luyện hai tướng này lên cấp cực cao luôn để cho anh em biết tướng 9 sao là như nào. Thì hiện tại đây đang là tướng 8 sao rồi. À, tướng 9 sao luôn. Các bạn nhìn thấy cho nó rực rỡ. Rồi vùng này tiếp tục nó vẫn có nổi loạn thì chúng ta không cần phải cướp tiếp, cứ để nó nổi loạn được. Đây chúng ta có thêm hai đơn vị này nữa vào tiếp viện này. Đây một đơn vị tiếp viện. Rồi. Cho mấy con ngựa nữa nhỉ? Nhưng mà hết tiền rồi, đang chờ tiền để nâng cấp nhà pháo binh. Rồi, Geravon đã đủ lương thực. Cái vùng này thì mình sẽ xây cái nhà pháo để có thể mình sẽ bàn giao cái vùng này cho thằng thị sĩ à? Thụy Sĩ thì bây giờ nó thành chư hầu của mình rồi. Mình bàn giao tiếp cái vùng này nữa cho thằng Thụy Sĩ à? Cũng có thể nhỉ? Yeah. Cho Thụy Sĩ nó ba vùng lãnh thổ rời rạc nhau. Nhưng không sao cả. Này hồi... Đứng đây cũng hồi được khá quân, chả cần. Kệ đi. Pháp nó cũng chưa dám đánh mình. Mình sẽ đánh vào đây trước. Nó rút các quân đoàn sang đây rồi à? Thôi kệ. Thằng Pháp mà nó đánh chiếm được vùng này phát là mình chiếm ngay. Qua lệnh và tiếp. Quân đoàn kia của mình bị thương nặng quá. À, cái gì phải đến thì cũng đã đến. Cuối cùng thì cái thằng Nga nó đã quyết định chiến tranh với mình. Và mình sẽ không lôi mấy thằng chư hầu của mình vào cuộc đâu. Mình sẽ bọn thằng Nikolai Yazepsov này. Thằng Nikolai Yazepsov này dám lôi mình vào trận chiến à? Được. Thằng Nga, trong con mắt của những người phương Tây hoặc kể cả trong game cũng vậy thôi. Người Nga luôn luôn là cháo trở các bạn ạ. Vâng, lật lọng và cháo trở. Đấy, mình đã đề phòng và mình đã để sẵn quân đoàn này ở đây rồi. Ở đây thì chúng ta chưa có kỵ binh. Quân đoàn này chưa có pháo binh. Pháo binh thì mua đây cũng được. Thôi được rồi. Làm anh không thể phát triển. Được, anh phải mua mấy con ngựa để tiếp viện sang bên đấy à. Đâu rồi, thằng Nikolai nhai dép xốp đâu rồi. Đây.
Mình nghĩ là mình sẽ đưa quân đoàn này tạm thời rút lên nữa. Quân đoàn này đứng ở đây có thể tạm phòng thủ được rồi. Thằng Đức thì nếu nó đánh vào đây thì mình sẽ cho quân đoàn này sang tiếp viện. Được, mày dám láo. Đây có một quân đoàn nữa. May quá đó, tiến nó đánh mình vào tháng 8. Tháng 8 thì có nghĩa là chưa phải mùa đông. Ở đây thì quân Nga đây phải không? Được, mình sẽ ăn nó một trận. Chúng ta bị chiến tranh trên rất nhiều mặt trận. Trong cái con mắt của người phương Tây thì người Nga luôn là kẻ xấu mà, luôn là kẻ lật lọng. Nhưng mà còn thực tế thì các bạn đừng có bị ảnh hưởng nhiều bởi chính trị như vậy nhá. Hình như nếu không nhầm thì đây là Napoleon. Chỉ có Napoleon mới có cái tướng 7 sao như thế này thôi. Còn các tướng khác của Pháp chưa đạt đến mức này đâu. Cái vùng này đây rồi, chúng ta cứ phát triển đã. Được, sau nữa khác có nổi loạn chúng ta lại farm tiếp. Hai tướng này quyết tâm luyện cho hai tướng này max skill luôn. Cho anh em nhìn xem nó mạnh như thế nào, max skill nó mạnh như thế nào. Thằng Nga quyết định chiến tranh mình. Được, chuyện này cứ sao thì cứ đánh nhau với Pháp mãi cũng chán. Chúng ta chuyển phỏm thôi, sang đánh người Nga. Thằng Phổ, à thằng Ottoman thì có vẻ như mà lãnh thổ của nó cũng chỉ còn hai cái vùng giặt dẹo thế kia thì cũng không ngại lắm. Rioting has broken out in this region as the local population has become too unhappy. Rồi, ok. Cảm ơn ngài. Mỗi lượt chúng ta chỉ có được hơn 3,000. Tính sao đây? Đánh chiếm thành này trước nhỉ? Tướng này chưa có nhiều skill lắm. Cẩn thận dễ bị học skill xấu lắm. Về đây đó. Tướng này thì lại tướng củi. Tướng hơi củi, thôi được. Tướng này thì không củi đâu. Quân đoàn này của nó làm sao bị thương này. Nó bị thương nặng rồi. Mày, mấy thằng Nga ngố này dám tuyên chiến với anh à? Thế thì mày phải chịu đòn trừng phạt. Rồi. Nikolai nhai dép xốp. À, pháo binh của nó ở đây. Vậy thì mình sẽ triển khai quân của mình ở bên này, hạn chế khả năng tấn công của pháo binh đối phương. Đồng thời cho quân di chuyển lên dễ hơn. Đây. Tiện thể chỗ này mình cũng không có chỗ để đặt pháo binh nên chắc phải cho cái pháo binh lên cái gò này, chứ phía sau này thì không có chỗ nào đặt pháo binh cho nó ngon lành cả. Kỵ binh chúng ta vẫn là kỵ binh cùi à? Ở đâu à? Sao? Lính chúng ta, quân đoàn này chưa có lính ném lựu đạn. Thôi rồi, không sao. Lính ném lựu đạn thì tuyển cũng nhanh thôi mà. Trời này còn mưa nữa. À, rất nhiều anh em hỏi là tại sao mình lại xếp quân kiểu này. Thực ra mình xếp kiểu này thì mình có thể liên hợp phòng thủ được. Lính súng trường thì nó rất mạnh để bắn nhau, nhưng mà nó lại không có khả năng chống kỵ binh. Nó không thể thiết lập được đội hình hộp rỗng để chống kỵ binh, nên nó cần phải có các đơn vị lính chính quy, lính chiến tuyến để nó bảo vệ. Lý do thế nào là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trận đánh. Trận này mày anh sẽ tiến quân lên. Mấy thằng Nikolai nhai dép xốp ạ. Pháo binh của nó. Đây, chúng ta sẽ cho pháo chúng ta lên đây. Nó đang di chuyển, quân Nga cũng đang di chuyển. Chúng ta có... Đây cũng là một cái điểm cao, nhưng lại cao, hướng đổi đúng. Đây rồi.
Đây. Nhanh, pháo binh di chuyển nhanh. Tại sao mình dùng cái ngựa 6 ly và ngựa kéo này? Bởi vì các bạn thấy không, nó có khả năng cơ động rất nhanh. Cái pháo mà 12 ly ấy, thì nó mình có thể mua được rồi đấy, nhưng mà nó di chuyển rất là chậm mà gần như bạn không thể di chuyển trong trận đánh được đâu. Mà nếu như chẳng may quân địch nó tấn công thì bạn cũng không thể chạy được. Nên là mình hay dùng cái loại pháo 12 ly, pháo 6 ly nhưng mà nó di chuyển nhanh này hơn. À, tiến lên. Quay quân Nga. Mấy thằng Nikolai nhai dép xốp này. Rồi, cứ triển khai quân trong rừng á. Nào, xuống ngựa. Chuẩn bị. Ôi dồi ôi, tuyệt vời. Vào tầm bắn rồi. Rất là rất tuyệt. Bắn. Kỵ binh của chúng ta sẽ di chuyển ra đây luôn này. Để chỉ là chuẩn bị trận này phải đánh móc lốt. Chết mày chết. Khi nó đang ở tầm này thì nó bộ binh của nó hoàn toàn nằm ở trong tầm bắn của pháo binh của chúng ta rồi. Rất tuyệt vời. Đây, bắn vào đây. Ta có thể trực tiếp chỉ huy bắn thẳng trực tiếp luôn. Tư lệnh quân nổi dậy của phái Đức, người đã lãnh đạo thành công cuộc nổi dậy của nước Đức chống lại chế độ của hoàng đế Frederick III, đã chỉ huy trận đánh này. Quân Nga đang di chuyển ra đấy. Đuổi lên đây anh em. Nó khôn thật đấy, nó cho kỵ binh bảo vệ pháo mà nó lại còn cho pháo đứng đằng sau tường thành này, tháp cao này. Đứng cái sau cái gồ đất như này thì mình không bắn được kỵ binh của nó nhỉ. Mày thích bắn à? À, thử xem nào, kỵ binh của mày à? Chuyển cũng nhanh đấy, sổ ăn nguyên một hàng. Quân đoàn này đang bị bắt sườn. Từ từ lôi vào rừng. Đang di chuyển ngang ra phía này. Bắn đội hình hộp rỗng. Mấy thằng ngựa Cossack này chết chết à? Mấy thằng kỵ binh Cossack. Gió là nó chơi cái hàng rào chỗ này. Kỵ binh của mình trèo vào cái hàng rào này sẽ bị chết này các bạn ạ. Đấy, nên chúng ta không được cho kỵ binh di chuyển vào cái hàng rào đó. Kỵ binh đang tiến đây à? Đó, nó có tiến rồi đó. Cánh quân này truy đuổi nó đi. Xong chưa? Con Nga này chỉ giỏi vác lưỡi lên để đánh nhau thôi mà. Chứ còn đánh nhau chính quy bắn súng thì chẳng gà vãi. À,
đang nhắm bắn cái binh mình đấy. À, và tập bắn rồi. Chúng ta cũng trong rừng mà nó cũng trong rừng. Nó có hai đơn vị tiên phong lên thôi. Nó có hai đơn vị lên tiên phong. Trên mắt thì mình đang bắn bị bắn vặt sườn. Ra đây đi. Cũng vậy, bắn như thế này thế mới ăn được nó. Khỉ thật, hàng rào à, chạy nhanh như sao. À, nó bắn bộ binh của mình, móc lốp pháo của nó ra. Đơn vị bộ binh này tiến lên. Bắn đây. Ấy xa, anh nó trong rừng cây này thì làm sao mà biết được. Chết mẹ, nó đang xông lên. Ôi, bọn Nga nó xông lên rồi. Lui, 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 lui. Lui anh em ơi. Mấy thằng Nikolai nhai dép sốt nó đang xông lên. Nó chơi cái trò xông phong này mà chúng ta không ăn được đâu. Rồi. Lui, 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 tập trung. Từ xa là khác, từ xuống hẳn cái cây rừng cây đấy. Mấy thằng nhai dép xốp mà nó xung phong thì phải chạy ngay. Gớm lắm. Pháo của chúng ta chạy. Nhanh, nó bắn pháo bây giờ. Đó, đấy là lý do tại sao mình dùng pháo ngựa kéo. Bạn nhìn này, bây giờ mình có thể chạy được ngay. Nếu nó đuổi đến gần mình vẫn có thể chạy được. Di chuyển đi nào. Chạy, 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 chạy. Nhanh, chết bây giờ. Ok. À, nó biết tràn đến đây, ôi. Rồi. Bắn tạt sườn nó cho anh. Bọn Nga này để cái là chúng nó không thích bắn nhau, nó chỉ thích dùng lưỡi lê thôi. Chạy ra đây nhanh, không kẻo nó đánh chết. Ổn rồi đấy, con vị này tiến đây. Tránh không để cho nó tiếp cận lại. Đấu súng thì chúng ta không sợ. Đến Đức thì sợ gì. Đến Đức không phải sợ. Đến Nga phải bắn đấu súng. Ấy, nó đang đuổi hai khẩu pháo của chúng ta. Ai dạ, phía bên này nó cũng đang xông lên à. Ban dài ăn được đâu. Lùi lại sâu sau tiếng rồi. Đang bị bắn tạt sườn rồi. Nó đang bắn tạt sườn mình. Được cái về khoản bắn súng như lính phổ khá giỏi. Nhưng mà mình cũng không ngại, ngại lắm. Đổi.
glorious victory, sir. It's so good. Rồi. Ôi kìa, nó vẫn quyết đuổi hai khẩu pháo mình à? Rồi sao được pháo đỡ kéo? Nhưng mà nó bắn được thì cũng mất mấy khẩu. Phải đó nhá, bắn bên này trước. Thì bên này nó đang dàn thôi, nó chưa ra đánh. À, tướng nó chết rồi. Ăn còn đạo bên này thôi. Ui rồi sao lại chui vào đúng cái hàng rào này, chết mấy con ngựa này. Giết khẩu pháo chui đúng một cái hàng rào, mình có bảo nó chui vào hàng rào đấy nhỉ, mình cố tránh ra rồi mà. Mấy thằng đích phủi này, mấy thằng ngang ố này vẫn thích đánh nhau à? Thôi, mình đã chịu được cái nó còn ở đây. Chiến tuyến lại bắt đầu dàn tiếp quân đã. Thằng này xong chưa? Nó chưa bỏ chạy thì chưa được. Nó phải bao giờ không còn cái nhấp nháy kia nữa là mới chết hẳn. Tiến ra đây. Lái phân trị. Thẳng Nga lá tét. Rồi, không cần. Úi dồi ôi. Hai đơn vị truy sát nó vẫn chạy. Ủa rồi. Đội vợ này nào bị nó lùa. Sẽ dừng cây cho anh. Hổ báo nhờ. À, tiến quân đến à? Mày trận này tôi cho pháo lã chết chúng mày luôn. Binh. Tiếp là chúng ta đây có một cái gò nào. Dám cho, dám đuổi cái binh của anh. Đây rồi. Đây, pháo đặt đây được. Ơ, à, kinh nhỉ? Đuổi bằng được con ngựa của mình à? May trong rừng thì nó cũng đuổi được mạnh lắm. À, thằng bộ binh đấy vẻ lì đòn rồi, dám đuổi ngựa được. Dàn chiến tuyến này. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đấu súng hoang hửa bọn Nga luôn, được gì có thể sợ. Đối mặt luôn. Đội kỵ binh chúng ta đã tiến lên.
chưa vào tầm bắn à? Chưa vào tầm bắn này. Nào, ngon thì tiến vào đây cú. Ăn. Sao chưa bắn? Một xíu nữa mới bắn được à? Ôi dồi. Hay rồi, đừng loạt đổ súng rồi. Còn mấy đơn vị kia không cần. Rồi, pháo binh đâu, lã thẳng vào đây. Mất tinh thần, chạy hết rồi. Ra đây. Nào. Bắn nhau thì quân Nga thì làm ăn gì? Lại chạy rồi. Lại chạy à? Tiến lên. Tiến lên. Nó chạy rồi, chúng ta tiến lên. Truy sát cho nó. Mấy thằng Nga này định xông đến đây á, úi giời ơi. Chạy nhanh còn kịp. Úi giời ơi. Chạy nhanh còn kịp. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Hết đạn à? Bắn hết đạn luôn. Đây rồi, nó co cụm ở đây rồi. Nó co cụm ở đây rồi. Chạy một tí xong rồi lại quay lại. Đi bên nhau. Lùa chết thôi, cho nó khỏi đường lì. Bắn nhau thì bọn Nga này không phải sợ. One of our units has used all its ammunition, sir. Sure. Bắn súng là nghề của quân Đức rồi. Úi dồi ôi. Thông nòng. Khỉ thật. À, nó ban dai à? Nó ban dai xông vào phá pháo mình à? Mày có nhìn thấy ngựa ra đây không? Dám ban dai. Liều thuốc cho trái tim. Nắm xông vào đòi ăn. Bán dài. Hết rồi. Nga này. Mày không biết đây là chỉ huy của quân nổi dậy à? Tư lệnh chỉ huy của quân nổi dậy. À. Niemand darf uns besiegen. Cướp tiếp tí xẻng đã. Cộng một học được một cái skill hay quá.
Tớ lại học thêm một skill. Rồi chúng ta xếp lại cái skill này là khá thú vị, mình rất là cần nên mình xếp nó lại đã. Rồi bây giờ mình sẽ rồi lại bán vùng đất này, sau đầu lại cướp bóc tiếp, bán cho Tây Ban Nha chẳng hạn. Chỗ này mình thương vong cũng nhẹ thôi, có mỗi đội kỵ binh kia bị bóc lốt mất các khá quân, được hơn 1.000 cái cướp đã. Tướng này cũng khá mạnh rồi đấy, tướng 5 sao. Tướng 5 sao, học skin tướng chỉ huy bộ binh. Và tướng cướp bóc nữa cả. À, thôi được rồi. Nhưng mà mình không thích cái skill cướp bóc lắm. Loát lại phát rồi. Thực ra cái loát lại này mình chủ yếu là để học skill thôi, chứ còn đánh nhau thì mình cũng không cần phải loát lại đâu. Bởi cái skill của mình nói rồi, cái bản này skill nó ra là ngẫu nhiên, nên là các bạn cứ phải tính trước được. Mình xem nào. Frisia, mình phải bán vùng Frisia cho nó à? Ấn nhầm à? À thôi được rồi. Tiện thể cái thanh niên này đứng đây cướp luôn. Lại cướp, lại ra đây đứng, đợt sau khác có lỗi lận. Rồi, tiếp vùng này. Vùng này. Mình nhầm vùng. Cái vùng này là Lithuania đây đúng không? Xếp lại đã trước khi chúng ta đánh trận này, để đảm bảo rằng là học được cái skill cần học. Đấy, chả học được cái skill gì cả. Nãy học được cái skill rõ ngon thì lại tướng chỉ huy bộ binh. Nó 50-50 đó, từ lúc học được lúc không. Tiếp tục xem bao giờ học được thì thôi, hoặc ít nhất thì cũng phải lấy kiếm được ít tiền đã. 12.000 từ xem nào. Đây rồi, mình rất thích cái skill này đây, tướng chỉ huy bộ binh đấy. Mà lực lượng chủ lực của chúng ta là bộ binh đúng không? Bây giờ nó chỉ còn thiếu mỗi cái tướng vây thành nữa, là tướng này cực mạnh luôn. Xếp lại đã. Đấy, nó hay hay, chúng ta phải xếp lại. Rồi, bây giờ thì cái thanh này, kệ nó thôi. Mình cũng chả động đến làm gì, cứ để đấy cũng được. Đây rồi. Mình sẽ nâng cấp tiếp cái nhà pháo binh lên. Đây. Để có thêm pháo binh đã. Pháo sĩ. Quân đoàn này, lượt sau sẽ hợp chất và đánh vùng này. Đang tính là... có một cái điều khó khăn là mình chưa biết là mình tiến tiếp không hay là đánh đến đây nhỉ? Đánh đây nữa để chiếm cái vùng này, có khôi phục cho một cái thằng chư hầu đây lên để tạo một cái vùng đệm an toàn với thằng Nga. Phía Pháp này thì ổn rồi. Ôi thằng Pháp mạnh thế, nó đánh chiếm hết một giải đây rồi. Thôi, xem nào. Quân đoàn này... à, chúng ta xếp lại đúng không? Lúc nãy mình quên mất, mình chưa xếp. Để học vào cái skill kia không mất thì phí lắm. Bây giờ chúng ta sẽ công cái thành này. Elagasi. Pháp có quân tiếp viện à? Nó sẽ đông quân hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng ban đầu chúng nó toàn mấy cái thằng quân dự bị này, không sợ. Mình sẽ phải đánh nhanh trận này. Không quân dự bị của nó vào là mình tội. Quân tiếp viện nó vào là tội. Đây là một trận đánh. Wow, khi công thành tướng này nó thành tướng 9 sao.
Được đấy. Để xem. À, quân Pháp à, bên kia. Mình chưa biết quân tiếp viện của nó vào hướng nào. Nhưng bộ binh của nó thì không có gì lắm. Chúng ta sẽ xông lên và giải quyết nhanh cái bọn bộ binh này. Mình nghĩ là như vậy. Đội này lại không có lính ném lựu đạn. Tiến quân nhanh. Giải quyết trước khi quân tiếp viện nó kịp vào. Đến thật nhanh xem. Trận này chắc là pháo có khi còn chưa kịp làm việc ấy. Mà bởi vì bộ binh sẽ phải tiến rất nhanh để chiếm lĩnh chiến trường. Phá binh, bộ binh và kỵ binh. Con Stan Hub đến đây. Pháo binh thì phải từ từ. Trận này bộ binh, kỵ binh phải xông lên nhanh. Đánh cùng với chuyển nhanh lên cho anh. Xem quân Pháp nó tiếp viện từ hướng nào đó. Bất kể nó tiếp viện từ hướng nào mình cũng phải tấn công thật nhanh. À nó đi từ đằng sau vào. Được. Bác đã lên xong lên không thể đánh bắn nhau. Đây nó chỉ là các đơn vị thủ thành nên là chúng ta đánh rất nhanh nó. Kỵ binh nó đang chạy đến kìa. Ôi kỵ binh nó chạy cũng đến nơi rồi. Ôi ồ, con tiếp viện kỵ binh của nó cũng đến tới nơi rồi. Càn luôn. Càn luôn càng tốt. Nhanh 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 nhanh. Con tiếp viện nó đến rồi. Pháo kỵ binh này chuẩn bị rút ra. Đây, nhanh 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 nhanh, chạy ra đây. Nhanh. Our men are running, sir. Gửi lại, mình sống trường gửi lại. Lập đội hình đó, xong hỏng đấy, rồi. Một đội kỵ binh của mình, ôi trời. Hai đội kỵ binh này rút lại đã. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ủa rồi. Không ăn được kỵ binh của Pháp đâu. Kỵ binh Pháp này nó tiến lên rồi. Đối lại để lập đội hình giống. Hai đội súng trường bắn tỉa đi lại. Liều quá đấy. Rồi, đội hình giống giống đều. Này quá mới thằng này lập được kỵ binh. Ăn. Hay quá. Mày truy đuổi. Mày thích truy đuổi không? Nhanh, cái kiểu quân Pháp nó kia đến. Rồi không sao, đội hình hợp dẫn đã được thiết lập rồi. Chúng
chúng ta có đội hình hướng dẫn bảo vệ rồi. Thành công luôn. Bộ binh của nó đang tràn đến rồi, anh em chuẩn bị. Binh thì từ từ. Bộ binh hoàn thành nhiệm vụ rồi, đến đây đi, không làm việc nữa. Bộ binh của Pháp đang tiến đến rồi. Rút về em ơi, chút vào cái nhà này. Nhanh. Bộ binh nó đang tràn đến. Quân Pháp lại đang để tiến đến theo đúng cách ngày xưa. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục tiếp nó theo đúng cách ngày xưa. We have taken the buildings up. Rồi, từ từ, tiến lên đây. Quân Pháp đang đến kìa. Đến đây. Hai đơn vị này bỏ đội hình hiệp dẫm đi. Đây. Hai đội súng chưa bắn tỉa, đến đây. Nhanh. Rồi, không cần phải dùng cái lê nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắn súng. Người Pháp đang tiến đến theo đúng cách cũ. What the? Phá binh. Chạy ra ngay không kẻo chết, bắn sập nhà này thì chết luôn đấy. Our general is under attack. Oh, pháo binh tướng của chúng ta đang bị tấn công. Cứu lại. Mình có bảo thằng này nó chạy lên đánh nhau đâu nhỉ? Sao nó lại chạy lên đây? Rồi. Có những trận mình sẽ đánh rất là bài bản, chậm rãi từ từ. Nhưng có những trận mình sẽ tấn công rất nhanh, các bạn thấy không? Tùy vào tình hình chiến trường nhé, chứ không phải lúc nào mình cũng dàn cái kiểu với nhau đâu. Tùy tình hình kẻ thù đang triển khai quân như nào mà mình sẽ đánh kiểu gì. Xong. Tiếp tục. Ai trời ơi, cái binh này lại xong đến. Lập đội hình một dẫm ra. À, nó chạy rồi, mày quá. Nó còn vài con ngựa cùi nữa. Kìa kìa, quân chính quy nó đang đến rồi. Lùi lại phía lên nhau. Có thể chúng ta sẽ rút đi vào rừng. Rồi, chúng ta đang có một cái phòng tuyến khá tốt. Cánh này thì bị thương quá, nên là rút. Có thể mình sẽ được bổ sung. Đây, khu trung tâm này. Đây, đứng vào đây. Hai đơn vị này thua rồi, đứng lùi một xíu. Đây. Hai đội súng chưa bắn tỉa xoay ra hướng này bắn. Người Pháp. Rồi, hay quá. Người Pháp vẫn đang tiếp tục tiến đến theo hướng cũ. Nào, chúng ta sẽ xoay ngang này để bắn tạt sườn nó luôn. Rồi, quân của chúng ta sẽ đứng trong rừng. Tức là kỵ binh của chúng ta bị thương rất nặng rồi, nên mình không muốn cho kỵ binh ra tiếp tục trận chiến nữa. Đơn vị này vẫn còn này, khá khá. Nhưng nếu kỵ binh trận vừa rồi mà không áp sát ngay để chiếm lĩnh chiến trường thì chúng ta cũng không thể làm gì được chúng nó đâu. Đội chiến trường bắn tỉa nó đến rồi kìa, giữ lại anh em ơi. Cái chiến tuyến này mà gặp phải đội chiến trường bắn tỉa nó hơi dở hơi. Hai khẩu pháo của nó đang đi so và tướng của nó đang bảo vệ. Chà chà.
một tuần nữa phải huy động kỵ binh rồi. Bắn thẳng, đánh thẳng thằng này cơ. Our men are running, sir. Rồi. Ủa, ngay đội súng trường này của nó chơi. Rồi, hai đội kỵ binh lại rút ra. Mấy ông này, ai rồi bắn thẳng sườn này. Không đấu được đâu, giữ lại đi em ơi. Nó là súng bắn tỉa. Trường cho anh. Ôi ôi, pháo của nó. Được rồi, nó mất tinh thần rồi. Xong rồi. Xong rồi. Tràn lên. One of our units has used all its ammunition, sir. Hết đạn luôn à? Tuyệt vời. Nó bắn hai cái đơn vị này của mình à? Rồi. Lên đây. Tiến lên. Trận này nó đông quân hơn mình mà. Rồi pháo binh của nó kia rồi. Sắp lên. Mình e cho. Mình sợ là cho kỵ binh lên thì kỵ binh pháo bắn chết mất. Hai đơn vị bộ binh này cũng còn khá quân, xông lên được. Wow, trận này là trận. Trận này mà không đánh nhanh thì mình còn chết nữa. Chạy đi cu. Mày có lợi thế trên đồi nhưng mà mày ít quân hơn anh. Bắn dài. Con tắt lên. Ái chà, mày. Ồ, bắn thấm thế. Chà. Ôi ôi, bắn giáp quá. Rồi. Giáp lá cà. Ăn luôn. Your citizen. The men are fatigued, sir, and must rest a little. Nhanh, ui nó bắn phát này thì mình vỡ mồm. Ôi may quá. Rồi.
Thành công. Ai da. Rồi đấy. Tướng này học thêm skill à? Ôi hay quá, cướp được khá tiền. Học được cái gì? Ôi học thêm được một skill nữa. Tướng 8 sao rồi. Tướng mạnh vãi trưởng nhỉ? Tướng 8 sao. Quân đoàn này của nó thương vong nặng nề à? Chúng ta lại bán vùng đất này, sau đó chúng ta lại chiếm lại. Kiếm tí sẻng đã, tội gì. Rồi mình thấy cái skill này cũng khá tốt, mình đã xếp lại đó. Cướp được 3.700 thì cứ phải cướp đã, tội gì. Tiền thì có bao giờ là thừa đâu. Như này thì mới có tiền để mà phát triển đất nước được. Dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh mà. Vẫn được hơn 1.000. Tiếp. Chiếm thành khối tiền. Chúng ta sẽ khôi phục một cái thằng Master CJ cái nhỏ tướng 8 sao của chúng ta. Có một đội súng bắn tỉa, một đội lính bộ binh thường. Chúng ta đã khôi phục được một cái thằng đệ tử nữa lên đây, đó là nước Cộng hòa Ý. Đây, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ công nghệ và đồng thời mình dạy nó ít công nghệ, chia sẻ công nghệ cho nó đã. Hết. Cái vùng này lượt sau mình sẽ bán nốt cái vùng này cho nó. Vùng đấy có cái công trình là nhà pháo binh, bởi vì cái vùng này của nó không có pháo binh, mình sẽ cho nó cái pháo binh, nhà pháo binh đấy. Hiện tại mình có quân đóng ở đây rồi thì thằng Pháp chưa dám kéo quân sang đánh đâu. Như vậy thì mình đã tách quân Pháp thành hai lực lượng rồi, một phần bên này và phần bên này tách rời nhau đấy. Nếu như mình ngăn cách lãnh thổ ra như thế này thì quân Pháp sẽ bị rất dở hơi, nó không thể tiến được theo hướng nào cả. Xin chia buồn với nước Pháp. Hai quân đoàn của Pháp sẽ bị tách thành lãnh thổ chính vào đây, có thể mình sẽ tiếp tục đánh vào đây. Đấy là kế hoạch tiếp theo của mình, nhưng mà hiện tại thì mình chưa chắc lắm. Nhưng mà mình sẽ dừng, tạm dừng. Nếu mình chiếm xong cái vùng Italia, mình sẽ dừng tấn công Pháp và mình sẽ tập trung vào để mình tiêu diệt thằng Nga, để tạo cái vùng đệm quanh thằng Nga. Rồi mình sẽ tiến lên Bắc Âu và để phát triển lực lượng hải quân. Phải có một trận chiến, mình sẽ cố gắng đánh với tất cả các faction khác để anh em có một sự tham khảo về
xây công trình này nó lên, nó tăng 2 public order cho toàn lãnh thổ cả. Xây cái này nó tăng cái gì? Giảm phí tuyển quân, bộ binh cho tất cả lãnh thổ. Rồi. Rồi, những cái đấy cũng tốn tiền lắm. Có, nếu mà được thì chúng ta tính xây, còn không thì thôi. Chúng ta sẽ nghiên cứu xây các công trình dân sự này đã. Đường xá này đã, đi lại cho nó nhanh. Chúng ta lại chưa nâng cấp được đường xá nhiều. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xếp nó vài phát đã.